đầu tiên anh em tháo 41 ở dưới yên xe, 41 dưới này. Xong đó, anh em nhắn cái này vô. Anh nhắn được nha. Đó, anh em nhắn như thế này. Thì anh em nhắn 41 này anh em rá rồi nha. Rá rồi. Rồi, để ra cho anh em coi nha. Cho nó sụp xịt gì nè, để cho mình dễ gắn nha. Đó, đó hồi lát mà khi nó vô thì một khối rồi đó, mình bắt đầu ship. Thì con ốc này nè, PV sơn tĩnh điện rất là dày, nên việc mà cái răng ốc này vô nó không quen á, thì nên vô nên vặn trơn sẵn như nè, vặn cho nó quen răng, quen răng. Để lát mà anh em vặn ra vặn vô nó dễ, thấy không? Nó quen răng nào. Đó, vặn cho nó quen răng. Tại vì họ sơn dày á, nên nhiều khi răng nó vô sẽ có cảm giác hơi cứng, nên anh em cứ vặn cho nó hết răng luôn, giúp mình. Đó. Hai bên thì tương tự nhau nha. Đó thì mình dặn tiếp bên này, qua đây mình dặn bên kia luôn. Cô như mình quay, nếu mà mình quay nó sẽ khó vô lắm. Tại vì nó còn dày á, đó, ăn răng rồi nè. Đó, cho nên anh em khi mà, nếu mà nó đang trơn như vậy nè, chưa gắn cái ga vô á. Đó, anh em dặn cho nó, cảm giác cho nó thẳng, vuông góc nó quen răng rồi, thì thẳng dặn nha. Không thì nó rất là khó chịu. Đó. Anh em dặn, dặn gì? Nó khó chịu đây. Anh em lắp xong rồi mới mình tháo nha, mình tháo lại cho nó, đó là mình lắp mấy cái kia, mấy phần kia vô nha. Đó, đây là mình nè. Ở đây con ốc đó, ở đây cái lỗ cắt dưới cái chân là hình được, cái hình bao dục để anh em có thể dịch qua dịch lại được, nó dịch qua dịch lại được nên em được cái ship chặt ở dưới đây nha. Thôi là dặn cái này rá thôi, hả? Anh em cứ rá dở lên dở xuống rá là nó vô à. Tại vì nó là ốc một nên nó dịch lên dịch xuống được. Đó, anh em rá thôi, đừng có ship vô, cứ rá cho nó vô, vô răng ốc rồi mình dặn, thì dặn mình cắt. Đó, nó vô rồi nè, nó vô rồi nè, anh em bắt đầu chỉnh. Đó, anh em sẽ cảm thấy cái con ốc này nó bị lạc. Đây anh em sẽ cảm thấy con ốc này nó bị lạc nè. Thì có anh em này cho mình lấy lỏng á, nên mình có thể dịch lên dịch xuống mà nó bằng không. Đó, thì một cái mẹo thôi. Một cái mẹo là anh em để cho... anh em kinh nghiệm á, thì do anh em nhìn tưởng là nó bị lạc nhưng không phải đâu, do nó phá nhau, nó vô khớp rồi á, nó phá lại nhau nên em gắn xa ra như thế này, anh em lưng nó lên cho nó thẳng nguyên gốc, anh em dặn cho nó vô vài răng đó, một hai răng thôi, anh em để gì thôi, đừng có bắt bên kia luôn nha. Rồi làm tương tự luôn, cho nên mình cũng làm tương tự luôn đó. Hai con ốc dưới mình cũng rá thôi nha, hai con ốc dưới mình cũng rá thôi. Rá như vậy á thì nó sẽ được nè, nó được sụt để anh em dễ chân chỉnh nè. Anh em tưởng là con góc nó nứt nè, rồi anh em tưởng là góc nó bị méo đúng không, nó không có, nó không ngay tâm thì nó sẽ được, mình có thể chỉnh được đó. Rồi, mình mở góc này mình cẩn thận nè, mình làm răng cái con này dễ cho giá phần nó vô dễ á, mình tháo ra mình xem. Nè, anh em nhìn nó không ngay tâm, nhưng bây giờ nó đã ngay rồi nè. Đó, nó đã ngay rồi, giờ mình chọt vô thôi. Chọt vô, mình xoay. Đó. Đó, khi mà nó vô. Đó, vô đi, vô vô. Đó, nó có cảm giác hơi cứng một chút xíu. Thì anh em làm cho nó dễ nhất có thể. Vô nè, đó, quăng nó lên, vô nó vô, là vừa nè, cái này nó một khớp rồi, đây, anh em cứ rá giùm mình nha, đừng có xiết hết luôn, ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, đó, xong sau đó anh em gắn cái đế đen lên, cái miếng đen ở trên này lên, tại vì khi mình gắn cái đế đen vô á, nó còn sụp được, thì anh em thấy dễ hơn, tại mình làm video demo thôi, nhưng tới đây là anh em có thể tự gắn được rồi.